tọa lạc tại trung tâm của huyện Thanh Trì, cách bến xe nước ngầm 1,5 km. Dự án IEC Residence này đã hoàn thiện và đang trong quá trình đưa vào bàn giao sử dụng. Với quy mô dự án gồm 3 tòa chung cư CT1, CT2 và CT3 cao lần lượt 27, 23 và 21 tầng với khu liền kề mặt phố và hệ thống 3 hầm để xe. IEC Residence được đánh giá là dự án có tầm cỡ và quy mô lớn tại trung tâm hành chính huyện Thanh Trì. Với 67 căn liền kề, mỗi căn có tổng diện tích sử dụng lên đến hơn 200m² và có thiết kế hợp lý, 4 tầng, 1 tung, vừa thuận tiện để ở, vừa mang lại cơ hội kinh doanh đầu tư lớn. Ngay khi Thanh Trì chuyển mình lên quận, các căn liền kề tại đây được ví như đất vàng tại trung tâm quận mới, đang có sự phát triển mạnh mẽ. Khu shop house khối đế có thiết kế hợp lý cho mô hình vừa ở, vừa kinh doanh tại các tòa chung cư. Với chiều cao 6,2m, các shop house có thể thay đổi công năng sử dụng thành 2 tầng để kết hợp vừa ở, vừa kinh doanh. Hơn nữa, IEC Residence có mật độ dân cư đông đúc với quy mô khoảng 5.000 dân. Các shop house hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội kinh doanh sinh lời cao. Đặc biệt, chủ đầu tư đang có nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng khi đăng ký sở hữu shop house trong thời gian này. Dự án có tổng 1.167 căn hộ chung cư có diện tích từ 53,5 đến 77m², hiện đã bán hết và đang bàn giao tới các khách hàng mua nhà tại dự án. Với thực tế đã được chứng minh bởi các khách hàng, các đối tác, IEC Residence chắc chắn sẽ mang đến cho cư dân một mái nhà trọn vẹn niềm vui và ngập tràn hạnh phúc, mang tới cho các khách hàng sở hữu shop house liền kề một tiềm năng kinh doanh và phát triển. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho mỗi khách hàng cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp và thịnh vượng hơn.